Đây là đường vào làng nghề làm lồng đèn nổi tiếng ở khu cư xá Phú Bình, quận 11. Hầu hết dân làm đèn nơi đây là người gốc Nam Định vào Nam vào năm 1954. Những người thợ làm lồng đèn vào Nam truyền nghề của cha ông cho con cháu và được cư dân xóm đạo Phú Bình gìn giữ đến ngày nay. Do vậy, có thể nói đây là làng nghề làm lồng đèn lâu đời nhất ở Sài Gòn. Mùa trung thu năm nay có nhiều mẫu mới ra đời. Cũng có nhiều mặt hàng mới nhưng mà cái thị trường tiêu thụ rất là ít, nó không như vào mọi năm. Từ những cái cơ sở, công ty xí nghiệp họ ra cái mặt hàng phi nhựa, hàng truyền thống bằng pin á, nó dập nát ba cái đèn truyền thống của mình hết. Bây giờ chỉ có cần các nhà trường giữ cái truyền thống của mình. Bà Nguyễn Thị Tươi kể, để làm lồng đèn giấy kiến như vậy, các công đoạn hầu hết bằng thủ công như chẻ lầu ô, cắt thép, làm khung, dán giấy bóng, vẽ hình và phơi khô. Do vậy, khoảng 4 tháng trước mùa trung thu, mọi người đã tất bật mua rồi chẻ lầu ô, tạo khung để vào mùa bắt đầu hoàn thành những công đoạn cuối cùng để cho ra những thành phẩm. Giá cả thì đa dạng. Đèn giấy kiến thì nó có đa dạng em. Nó giá dao động từ 10.000 tới 30.000 tùy theo hàng em. Nhưng mà thường thường là thiếu nhi lấy là cái giá khoảng 15.000. Các trường học lấy giá khoảng 15 tới 17.000 hàng đẹp thôi. Nhìn ngắm những chiếc lồng đèn với cái tạo hình quen thuộc như con bướm, tàu thủy, Doraemon cho thấy các nghệ nhân luôn có sự sáng tạo để mẫu lồng đèn mỗi năm càng bắt mắt hơn, phù hợp với thị hiếu của đông đảo trẻ em. Đổi mới để có thể phù hợp với sự phát triển của xã hội, nhưng nghề làm lồng đèn Phú Bình luôn giữ nét đẹp truyền thống trong mỗi chiếc lồng đèn giấy kiến. Dạ, em biết là đi công tác xã hội chị. Năm nay là em đi ở Phú Yên. Mấy em thì rất là vui, hào hứng à. Ví dụ như lồng đèn kiến lần sau á thì cho mỗi bé một cái thì mấy bé rất là thích. Dạ. Với lại cái đây là lồng đèn truyền thống của mình á, nên là nó có cái rất là nhiều, gọi là rất là hay, như bản sắc mình. Mình cho các bé chơi những cái lồng đèn giấy, lồng đèn kiến vậy thì mình sẽ giữ lại cái nét truyền thống của tập Việt Nam mình. Vào những ngày này, các thương lái khắp miền Nam lại tìm đến Phú Bình để chọn mua lồng đèn. Lồng đèn giấy kiến mùa trung thu còn là dịp để người lớn trở về thời thơ ấu, cái thời cùng đám bạn tung tăng rước những chiếc đèn đầy màu sắc. Hình ảnh chuyến xe chở đèn lồng giấy kiến xinh xắn đến cái chợ miền quê không chỉ là niềm vui của trẻ thơ mùa trung thu mà còn là cái hồn của quê hương, là nét đẹp văn hóa muôn đời được gìn giữ. Chúng tôi tường trình cho SBTN tại Phú Bình, Sài Gòn.